Tạm quên hết những căng thẳng áp lực ở nơi làm việc. Chúng ta đang có mặt tại chương trình game show Biệt đội F5. Cùng chào đón đội chơi thứ nhất của ngày hôm nay. Và đội chơi thứ hai, chào đón người dẫn chương trình Quang Huy và Thảo Huyền. Đây là biệt đội F5 và chúng ta đây để làm mới mình, chơi là chân. Quý vị khán giả đang cùng theo dõi biệt đội F5, chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 10 phút tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời đội đó, chúng ta sẽ cùng giới thiệu về tên cũng như là công việc hiện tại của các bạn. Tụi mình là F5. Alright, mình là Chi Thi Duy Hải, huấn luyện viên Zumba đến từ câu lạc bộ F5. Mình là cô giáo dạy nhảy Kimi Workout. Và mình là Linh Trần, mình là huấn luyện viên Zumba. Mình là Tracy Bùi, mình cũng là huấn luyện viên Zumba. Còn mình là Thế Kiên, là quản lý nhân sự của các anh chị huấn luyện viên Zumba. F Young thắng thì vui, thua thì thôi. Công nhận là mấy anh chị là có cái nhịp trong người. Em thấy là đi ra là nhảy rồi khí thế hùng hồn quá. Đội xanh của em hơi khớp, nhưng mà không sao, bây giờ nghe đội xanh em giới thiệu. Đội mình là Maybe. Bên mình là một cô đơn vị về truyền thông và marketing đến từ Thủ Đức. Mình là Quốc Việt. Mình là Hải Nam. Thái Anh Hào. Mình là Đức Tài ạ. Mình là Đức Anh. Làm kết là chuyện hết. Chắc là hôm nay chúng ta sẽ có những cái cuộc chơi rất là thú vị. Và bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với vòng chơi đầu tiên. Vòng chơi mang tên Power On. Ở vòng chơi Power On, hai đội chơi sẽ cùng lúc tham gia trò chơi liên hoàn. Lần lượt từng thành viên mỗi đội sẽ đeo chân vịt, chui qua chướng ngại vật đầu tiên và thực hiện 5 thử thách. Nhảy co chẹp vượt thảm, cưỡi ngựa hơi, ăn bánh trên dây, nhảy dây liên tiếp 10 cái với nữ và 15 cái với nam, đá bóng vào khung điểm với 3 lượt đá. Thành viên đầu tiên sau khi hoàn thành hết 5 thử thách mang ngựa hơi về đặt tại vị trí quy định và chạy về điểm xuất phát thì thành viên thứ hai mới được tiếp tục. Nếu sai ở thử thách nào sẽ được thực hiện lại thử thách đó, quả 3 lần sẽ trở về vị trí xuất phát để thành viên tiếp theo bắt đầu lại vòng chơi. Điểm số của hai đội được tính dựa vào tổng số điểm có được khi xuất bóng. Hết thời gian chơi, đội nào có tổng số điểm cao nhất sẽ nhận được 20 điểm, đội còn lại sẽ nhận được 15 điểm. Trong trường hợp một đội điểm âm và đội còn lại không đá được quả bóng nào vào khung điểm, đội có số điểm âm sẽ chiến thắng vòng chơi này. Và bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng chơi đầu tiên Power On. 3, 2, 1, bắt đầu! Vô, thành viên đầu tiên. Nhanh chóng lên, thành viên sẽ đầu tiên. Sẽ dọc á. Chưa vào đi. Tiết kiệm thời gian. Rồi. Nhanh lên, đội xanh ơi. Cố gắng lên. Chàng trai đầu tiên của đội xanh đang cố gắng ăn trọn vẹn cái bánh này. Nút rồi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi. Rồi, từ. Lần thứ hai vẫn bị. Em phải nhấc cái chân em cao lên. Đi về. Mà
Mạnh hơn một xíu, mạnh hơn một xíu. Cầm ngựa về, cầm ngựa về. Ráng lên. Rồi. Nâng nó nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tôi cảm thấy đội đỏ không cổ vũ đội mình mà cười vào mặt đội mình. Đứng sang phải. Chưa được. Không, thì mình đẩy, mình đẩy. Mình đi thôi, còn một quả thôi. Đừng chọn những điểm khó quá. Cầm ngựa về, cầm ngựa về. Ráng lên. Rồi, nhảy 10 cái. Nhanh lên, vô. Không cần vội đâu. Không cần vội đâu. Tôi cảm thấy rất tự hào về đội đỏ vì các bạn cưỡi ngựa rất giỏi ạ. Rồi. Các bạn sẽ nhìn kỹ vào. Tay tay. Rất vừa tầm. Để xéo qua đây một chút nào. Quá mạnh mẽ đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng em đấy. Là thành viên rất tốt trong việc nhảy tay và chân. Giỏi lắm, giỏi lắm. Tuyệt vời. Không cần buộc nhiều, chỉ cần buộc một cái thôi. Giảm chân xuống luôn, giảm chân xuống luôn, giảm chân xuống luôn. Ok, bên em các bạn nữ rất là giỏi nha. Úi dồi ôi, dồi hên. Chưa mấy em? Chưa hả? Bình tĩnh đi sếp à. Hên. Sao canh như trừ 10 hoài vậy? Phải đá vào chỗ khác chứ. Sao đá vào trừ 10? Gần đường. Dạ cuối cùng. Cầm ngựa về. Đúng rồi. Trời ơi. Cùng lúc đi ai cùng lúc. Cùng lúc, cùng lúc. Hai chân, hai chân. Hai chân. Hai trái. Đội bên này không có cổ vũ gì hết trơn á, trời á. Đúng rồi. Khí thế lên. Đúng rồi. Chậm mà chắc, chậm mà chắc, thà chậm mà chắc. 12, 13, 14, 15. Ok. Ra ngoài. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Wow. Hay dữ vậy ta. Wow. Chúng ta đã trải qua hơn một nửa thời gian rồi các bạn nhé. Phải như vậy, có nghĩa là luôn luôn phải khinh con ngựa như vậy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi. Nhẹ quá, mạnh hơn một chút nào. Bạn đá xéo qua đây, dễ hơn.
Náo nhiệt mọi người ơi. Náo lên. Xéo banh qua bên đây một xíu nè. 12 13 14 15 Mở miệng to đi chị ơi. Vượt ra đi, vượt ra đi. Vượt đi, bỏ ra đi. Bỏ ra đi, bỏ luôn đi. Chơi luôn. Khi anh ấy bước ra khỏi máy tính là anh ấy xé toạc luôn cái mắt kính, cái đồng hồ luôn mọi người. Thấy bên mình tại là thích trừ không ạ? Kẹp luôn, anh đi, đúng rồi, anh đi. Trời kẹp ơi, có kinh nghiệm, đúng rồi. Anh ơi, phụ ông em, anh phụ cho. 12, 13, 14, 15 Nhanh lên anh ơi, phụ đi, em khoảng thật kìa, nhanh lên. Thảo Yên ơi, anh thấy là cái đội của em ồn hơn đội anh thì đúng hơn. Chứ đội anh nó giờ chưa ồn luôn. Đúng rồi. Nè, đứng sang bên phải. Rồi xuất nhẹ bên trái, Mình đã hơn điểm kia rồi. 1 phút trừ 7. Coi chừng nha. Năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Trời ơi, anh đi thẳng. Và trên tay của Thảo Uy cũng như anh Quang Huy đã có kết quả của vòng chơi này rồi. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn muốn lắng nghe một tí xíu cảm xúc khi mà hai đội chơi của chúng ta chơi xong vòng chơi đầu tiên. Bây giờ tôi xin hỏi cô gái đây. Dạ. Ăn rất nhanh anh Huy ơi. Một giây một là hết trọn cái bánh luôn. Cho hỏi là ở nhà mình có thường xuyên ăn trọn cái bánh như vậy hay không ạ? Dạ, do là độc thân lâu năm cho nên là lúc đầu là em còn chưa quen lắm. Rồi sau đó thì em đã quen hơn rồi. Dạ, sao phải tập luyện lâu rồi nhắc lại gợi nhớ lại. Đang lâu gửi... quá quen. Dạ. À, đang gửi thông điệp là chị Đen vẫn còn đang độc thân nha mọi người. Ủa nhưng mà xí. Em cấn cái độc thân lâu năm thì liên quan gì với chuyện ăn bánh? Người ta độc thân, người ta có cái lý do của người ta. Tôi chưa hiểu nha. Không liên quan gì. Mình không nên hiểu sâu đúng không? Mà mình hiểu vừa vừa thôi. Nó không có sự liên quan gì đến chuyện độc thân mà mình ăn bánh hết trơn. Tụi em lên chương trình là có mục đích mà. À là thật ế. Thật ế. Nhưng cho hỏi thêm cái bạn quản lý được không ạ? Bạn thấy rằng là bên đây thì chân sút nào là bạn cảm thấy ấn tượng nhất ạ? Em thấy cái anh có râu á. À có râu á, cái mắt kính á. Anh có rồi đâu mất kiến à, là anh này à. Dạ yeah. Vâng, do đẹp tin đi chẳng hạn đúng không ạ? À? Không sao đâu, anh có râu đeo mắt kính chính là báo thủ của đội xanh. Mỗi lần anh ấy vượt qua khỏi cái màn hình máy tính, anh ấy giãy tay và chân cùng lúc thì anh ấy đều ngã. Nói chung là tôi rất thương. Nhưng còn một điều quan trọng nữa, em thấy anh nào bước ra khỏi cái máy tính xong là mọi người tin không? Xúc sổ đổ tháo hết, mắt kiến văng ra, đồng hồ văng ra. Kệ đi anh, đừng có đó nữa, dơi tay em. Đó, nói chung là thấy tinh thần rất là tốt. À, cho em hỏi rằng là hồi nãy giờ trong những cái chướng ngại vật ở đây thì chướng ngại vật nào là gây khó khăn nhất cho các anh ạ? Đối với đội mình thì nói chung là cái thử thách ăn bánh này là khó đấy. Vì là mới đầu là phổ biến với cả team là hãy coi đội, nhìn các bạn đội đó dễ thương quá, hãy coi mấy bạn như là cái bánh đi. Nuốt trọn luôn. Nuốt trọn đội đỏ luôn. Thế là thế nên là ăn bánh là mấy cái vòng ăn bánh là nó cũng mới. Nhưng mà đội đỏ em khoái. Khoái. Nè. Trời ơi, hết thấy chưa chỗ nghe nút chọn. Tí em mua bánh cho anh ăn. À, chứ đâu mua bánh cho anh ăn. Rồi. Yeah. Với mình là cái phần mà phá cái đập cái máy tính, bởi vì máy tính là bạn mình không đập được nó. Mình tiếc nó quá nên mình không có đập nổi. Dạ. Yeah. Tinh thần là tụi em muốn anh bước ra từ cái máy tính mà máy tính nó quý quá anh không dám đập nó đi. Yeah. Nhưng mà gì chứ mình cũng nên rời xa máy tính một tí xíu để đến với những trò chơi vận động như vậy. Bây giờ thì mình đã có được kết quả từ tổ trọng tài gửi đến cho Quang Huy và Thảo Uyên rồi. Chúng tôi xin phép được đây ạ, mình có thể coi chút xíu được không ạ? Ok. Cũng xin phép được chia sẻ với mọi người ạ. Điểm của hai bên là xem với nhau.
Tôi xin phép được chia sẻ điểm của Uyên ở bên đội đỏ là 12, điểm tôi bên đội xanh là 13. Nhưng khác ở chỗ, bên đây là âm 12, còn tôi là dương 13. Yeah, mình là âm vô cùng, yeah. Chưa có cái team nào mà tôi rất đau lòng, nhưng các bạn thì rất vui lòng. Các bạn là chỉ có mê đồ màu xanh cho nên là thôi thà là đội xanh thắng chứ tôi không cần thắng. Đúng, các anh thắng lại được. Rất là cảm ơn tinh thần của hai đội ở vòng chơi đầu tiên. Và như vậy thì kết thúc vòng chơi đầu tiên, đội xanh đã ghi được cho đội của mình 20 điểm. Và đội đỏ chúng ta cũng đã mang về cho đội của mình 15 điểm. Yeah. Và bây giờ đây, mời tất cả quý vị khán giả cùng với chúng tôi đến với vòng chơi thứ hai được mang tên Chạy Deadline. Cái vòng chơi là chạy deadline này thì nói chung là team mình thì cũng không có bất ngờ cho lắm, vì là cái này nó là chuyện hàng ngày rồi. Đó, nghe là rất là bình thường luôn ạ. Và nói chung là đến cái vòng này thì nhóm mình vẫn giữ một cái tâm thế đó là tự tin và chiến thắng. Cái cảm giác là mình sẽ là cái bờ vai vững chắc cho các bạn kia, nếu các bạn ý lát nữa thua có ngã và bờ vai mình vẫn ok. Bên kia có thể thể lực nhỉnh hơn một xíu, bên này thì thể lực ít hơn một tí xíu, nhưng mà thật ra là tụi mình, cái tinh thần của tụi mình là gì ạ? Vui là chính, thua thì thôi thôi. Ok không ạ? Yeah! Ở vòng chơi chạy deadline, hai đội sẽ cùng tìm các mảnh ghép hoàn thành thông điệp mà chương trình đưa ra. Mỗi đội chơi sẽ được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 có 3 thành viên, lần lượt thực hiện hết 3 thử thách: kẹp banh yoga nhảy trên thảm, uống người qua sàn ngang, nhịn thở trong nước. Sai thử thách nào thì trở về cho thành viên đội mình bắt đầu lại vòng chơi. Nhóm 2 có 2 thành viên, một thành viên ghép thông điệp sẽ nhận thông tin từ chương trình và hướng dẫn thành viên còn lại tìm các mảnh ghép. Thành viên tìm mảnh ghép sẽ mang dây kháng lực nối với thành viên đội bạn, cũng đang song song thực hiện thử thách. Việc tìm mảnh ghép chỉ được thực hiện khi thành viên của nhóm 1 bắt đầu nhịn thở trong nước. Khi không được tìm kiếm mảnh ghép, thành viên tìm mảnh ghép vẫn cần tạo trở lực cho đội bạn nhưng không được dùng tay. Đội nào tìm và ghép xong thông điệp sẽ nhấn nút F5 thông báo. Nếu chính xác sẽ nhận được 20 điểm từ chương trình. Đội còn lại sẽ nhận được 15 điểm. Nếu chưa chính xác, trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi ghép được thông điệp. Nếu như hết thời gian cho phép mà cả hai đội đều không hoàn thành, thì hai đội sẽ đồng thời nhận 15 điểm và bước sang vòng chơi tiếp theo. Và bây giờ đây, 3, 2, 1, bắt đầu! Xin mời thành viên đầu tiên. Rồi thôi đi về luôn đi, ai cho đụng tay vô. Hay. Đúng rồi, vô. Từ từ nè. Trường dài, đúng rồi. Rồi đi về. Chống tay rồi, đi về. Thưa quý vị, xem ra là tôi thấy đội xanh khá bất lợi trong phần chơi nhảy banh yoga này. Vâng, rồi qua đi, nhanh lên em. Vâng ạ, chúng tôi sẽ lấy đề ạ. Khó khăn. Ủa sao đi vòng vòng vậy? Đúng rồi, cố lên nào. Nhanh lên chị Phi ơi. Em muốn xỉu rồi nè. Rồi đi về, người tiếp theo. Giữ vậy sao? Cố lên. Vô. Anh ơi đừng cố làm gì. Cố lên. À, em ơi, chuẩn bị. Tập trung. Đúng rồi nè, lấy hình. Lấy hình. Quay lại. Lấy hơi. Chưa. Đâu. Cố lên. Dây cứng quá mọi người ơi, hồi hộp quá. Cố lên. Ai tập nữa? Cố lên. Kéo đi, nhanh lên. Nhanh lên, rồi. Hết rồi. Nghỉ đi. Lấy, tấm nào cũng được. Tưởng chừng là lợi thế thuộc về chàng trai đội xanh, nhưng không. Đội đỏ đang có nhiều lợi thế hơn. Cố lên. Đứng đi, vị trí. Vô.
Wow. Rồi, giật đi, giật, giật, giật. Giật đi, giật đi. Ôi trời ơi, trời ơi. Rồi, đi về, đi về, đi về, đi về, đi về. Thảo ơi, cố lên. Quấn, quấn, quấn một vòng kìa. Như bên kia quấn một vòng. Tôi kéo nổi. Tấm nó tay, một tấm nó tay mới. Dừng, dừng, dừng. Nhanh, nhanh, kéo hết vào, kéo hết về, kéo hết về. Không phải, không phải. Không phải. Một từ quyết tâm kinh khủng mà chúng ta không thể nào tin được. Nhanh lên, chị ơi. Em không chịu nổi nữa. Đây là kéo nhưng mà rất chiêu nha mọi người. Em không chịu nổi nữa, chú em. Chị dùng bên bạn mệt, nha. Chị. Cầm hết về, cầm hết về, cầm hết về. Cầm hết về đấy để lát lấy cho xe. Thêm một xíu nữa, kéo, kéo dài thêm xíu nữa, kéo dài thêm một chút nữa. Banh sẽ qua hết vạch. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Hả? À, hả? À. Thảo ơi, cố chứ, không cho người ta lấy, cố lên. Không cho người ta lấy chứ, kéo lên. Kéo mạnh lên, ra không để đi mà, kia. Hãy cùng xem coi có đúng không anh đúng không ạ? Rồi, chúng ta cùng xem. Em nói rồi mà, ghê chưa? Ghê không? Ghê không? Và như vậy là kết quả của chúng ta hoàn toàn chính xác. Yeah. Wow. Chúc mừng đội đó. Và như vậy chúng ta đã vừa chơi xong vòng chơi chạy deadline với rất là nhiều những cảm xúc. Và các bạn ơi, sau khi mà chơi xong vòng chơi chạy deadline thì các bạn có tìm thêm những cái chữ F nào trong phần chơi vừa rồi không? Funny. Funny, đúng rồi đó. Funny. Fitness nữa. Fitness. Fitness có nghĩa là khi mà mình chơi cái trò mà banh vượt qua cái hàng rào á thì mình sẽ cần phải vận dụng rất là nhiều yếu tố về thể lực cũng như là sự linh hoạt để có thể vượt qua được cái vòng đó. Và đặc biệt là cái vòng mà nín thở dưới nước nữa là mọi người phải có một thể lực rất là tốt thì mọi người mới có thể nín thở lâu để có thể hỗ trợ đồng đội có thể tham gia được cái phần cuối cùng. Tin là một chữ F đó, chữ five là phải cần phải cả năm đồng đội thì mới có thể thành công được. Còn bên đội anh Huy thì sao? Trước khi hỏi bên đội tôi muốn hỏi rằng là bạn còn thích thành viên bên đây của tôi không ạ? Dạ thích. Hồi nãy anh Huy là bạn bạn bên đội của anh có một chút gọi là hơi chảy sức nhẹ thì bạn bên này có nói là sao anh không nói là anh bị chạy để em qua em đang ủi anh, em sẽ che chở cho anh đó, kiểu vậy đó anh Huy. Dạ, để tôi hỏi thử bên đây coi à, sao à, bên kia là mình tổn thương nhiều không? Kia tổn thương thể xác thôi. À, xứng đáng không anh? Thần thì tinh thần ổn định không? Đúng rồi. Dạ. Ôi trời ơi, trời ơi. Nhưng mà cho hỏi thêm một ý rằng là bên đội của mình sau khi mà chơi trò chơi vừa rồi, cái chữ F mà các bạn thấy quý giá nhất đối với đội của mình đó là chữ gì? Em nghĩ là chữ fight, chiến đấu. Nếu mà riêng về thành viên đội em là tìm được Fantastic Baby. Trời ơi, Fantastic Baby là hoàng ra. Hai bên cũng 1-9, 1-10 qua lại chứ không phải vừa nhau đâu ạ. Mọi người cũng đã vượt qua rồi, vỗ tay cho nhau ạ. Ở đây thì đội đỏ được 20 điểm và đội xanh chúng ta được 15 điểm. Thế thì mình thấy qua hai vòng chơi, hai đội chúng ta đang cân bằng điểm số với nhau. Cả hai đều nhận được 35 điểm dành cho đội của mình. Hồi nãy chúng ta rap được cái hình ly sinh tố bơ đúng không? Cho nên bây giờ mình còn chơi cái gì nữa? Uống sinh tố bơ. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Xuống đây ạ. Xuống đây, xin mời mọi người. Vâng, rất nhanh. Ủa là có cái gì trong đây không? À, cái đây là cái này là giải thưởng của chương trình cho đúng rồi. Chứ không phải là một thử thách đúng không? Đúng rồi. Sao mà hồ nghi dữ vậy trời? Thôi ăn cái này đi. Sống là mình phải đặt niềm tin vào nhau. Cái này khoan đã, từ mình đừng có thử, mình cho thành viên thử. À đó. Không, uống rót ra, rót ra tất cả đều phải thử. Ok. Em nghe chưa? Có khi nào có mù tạt trong đây không? Chẳng lẽ bơ pha mù tạt? Chứ rồi bên này vơ mù tạt thì thôi đấy. Em rót đi. Nói chung là ở đây thì không có tới mù tạt đâu. Không có mù tạt. Đúng rồi, xương xương thì bơ thôi. Thơm. Năm mà. Rồi, thôi uống đi. Thôi bây giờ mình cùng nâng ly lên nha mọi người. Rồi, thành viên đội nào đó lấy đi ạ. Tôi cảm thấy các bạn hãy vui lên giùm tôi. Uống sinh tố bơ không có buồn ạ. Thơm, thơm quá. Thơm, rất thơm. Vâng, xin phép được chia sẻ với tất cả quý vị. Ly sinh tố bơ này là được lấy từ những trái bơ ở vùng đất Bảo Lộc, Lâm Đồng.
chúng tôi đem về đây từ sáng ngày hôm nay tinh mơ 5 giờ sáng. Sau đây ekip của chúng tôi đi mua đá và đi mua sữa, đi mua đường ở ngoài chợ gần đây. Đi mua cái máy sinh tố nữa. À, mua cái máy sinh tố. Đúng rồi. Xong đem về đây xay. Trong lúc các bạn chơi cái trò vừa rồi, chúng tôi phải có một ekip hì hà hì hục đằng sau lưng kia để xay sinh tố cho các bạn uống. Thì Hà, có gì mà các bạn ngồi lo sợ là chúng tôi có chuyện gì cho các bạn. Uống đi. 1, 2, 3, vô. Uống vui lên, thì tôi thấy mặt ai buồn tôi phạt uống 3 ly. Uống đi. Tại em không uống, em không dám uống. Ngon không ạ? Ngon không ạ? Đã không ạ? Đã. Thấy chưa? Bởi vậy người ta thường nói, sau những lúc chúng ta vất vả và chạy deadline, thành quả bao giờ cũng sẽ rất ngọt ngào như những ly sinh tố bơ ở đây. Và thì bây giờ còn chờ cái gì nữa? Chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng chơi cuối cùng của BDF 5 ngày hôm nay, mang tên On In. Bởi vì hai đội cân bằng điểm số với nhau, cho nên chúng ta cần phải quánh tu xì để coi ai sẽ là người thi trước. Xin mời một đại diện của hai đội bước lên. Rất mạnh mẽ. Chiến thuật đã bắt đầu từ đây. Fan Static Baby. Bây giờ như thế này, quy định ai thắng thì đội đó thi trước. Hai, ba. Ồ, là mình thẳng, mình đi trước hả? Đúng rồi. Như vậy là chúc mừng đội đỏ, các bạn đã được thi trước. Và đồng nghĩa với việc là bây giờ đội xanh ơi, chúng ta sẽ cùng lên phòng kính và quan sát đội đỏ chúng ta chơi nhé. Xin mời các bạn. Xin mời. Yeah. Vòng chơi Onin là thử thách mê cung lăng bi ở 3 cấp độ. Nhiệm vụ của đội chơi là tìm cách để bị di chuyển từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc. Đội chơi sẽ chọn một người làm thủ lĩnh để hướng dẫn. Các thành viên còn lại nghe theo hiệu lệnh, không được lên tiếng trong quá trình tham gia thử thách. Trong quá trình chơi, đội chơi được quyền hoán đổi thủ lĩnh nếu như không hiệu quả. Mê cung lăng bi có 3 cấp độ khó dần. Hoàn thành cấp độ 1 sẽ được 10 điểm. Hoàn thành cấp độ 2 sẽ được 20 điểm. Hoàn thành cấp độ 3 sẽ được 30 điểm. Các đội chơi được quyền chọn một cấp độ để đặt cược, hoàn thành sẽ được nhân đôi số điểm, nếu không hoàn thành sẽ không có điểm. Trong thời gian 15 phút, nếu đội nào hoàn thành xong hết 3 cấp độ và thời gian nhanh hơn sẽ được cộng 10 điểm. Chúng ta phải đưa ra lựa chọn của mình ở thẻ cược nào thôi. Xin mời. Thẻ cược màu xanh tương ứng với 10, màu vàng là 20 và màu đỏ là 30. Chọn gì ạ? Nếu chọn thì cầm và giơ lên. Nặng quá. Giơ tự tin lên. Rồi. Wow. Và như vậy, đội đỏ của chúng ta đã lựa chọn mức 30. Và bây giờ các bạn đã thực sự sẵn sàng cho vòng chơi chưa? Sẵn sàng. Vậy thì vòng chơi thứ 3 All in 3 2 1 bắt đầu. Nào, Kim Minh Hà xuống ha. Kim Minh Hà xuống. Kim Minh Hà xuống. Kiên lại lại lên. Kiên Hà xuống. Kiên Hà xuống. Hà Hà bên kia. Hà bên kia. Hà bên kia. Đội đỏ ơi, tất nên bình tĩnh lên, lại lên. Đây là cấp độ bên đầu tiên ai cũng hạ thấy xuống. Mà các bạn đang mất khá nhiều thời gian và hơi lúng túng đó. Bình rồi, tĩnh luôn, nha. Hạ, kiên hạ. Rồi, bên này hạ luôn, bên này hạ luôn. Bên này hạ xuống luôn, hạ xuống luôn. Hạ xuống luôn. Rồi. Ok. Kéo vào phía Kimmy. Kéo vào phía Kimmy. Kéo vào phía Kimmy á. Kimmy kéo. Kiên hơi nghiêng qua đây một xíu. Hơi nghiêng qua Kiên. Lặp lại, lặp lại, lặp lại. Bên Kiên này, ơi, bên Kiên mới cầm sợi dây căng. Rồi, Kiên, 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 Kiên. Có tính không nhỉ? Bị tính không? Dạ được, dạ được. Ok. Chưa đó là ngoài là không sao. Từ từ, từ từ. Hơi nghiêng qua bên JC. Rồi, hơi nghiêng qua Linh. Nghiêng qua Linh, nghiêng qua Linh. Ok. Nghiêng qua C, nghiêng qua C, nghiêng qua C, nghiêng qua C. Tới C xong là Linh, Linh. Chuẩn bị 2, 3. Xuống này, Linh, Linh qua, Linh qua. Ok, từ từ, từ từ, từ từ. Rồi, bây giờ Linh, Linh. Hơi nghiêng về Linh, hơi nghiêng về Linh. Rồi, bắt đầu qua qua Linh, qua Linh, qua Linh. Rồi, qua C, qua C, qua C, qua C, qua C. Rồi, qua Linh.
Rồi nghiêng qua kia, nghiêng qua kia, nghiêng qua kia, nghiêng qua kia. Rồi từ 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 từ. Nghiêng qua kia, Kimmy, Kimmy. Rồi nghiêng qua kia. Wow. Kimmy, Kimmy. Rồi qua kia. Okay. Yeah. Yes. Lưu ý đây chính là mức đặt cược của các bạn cấp độ 3. Cố lên. On in rồi, chơi rồi, tới okay. Đi. Này bắt đầu. Xin nâng lên đi, xin nâng lên đi, xin nâng lên, xin nâng lên. Rồi ok, giữ 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 những cái những cái những cái những cái. Rồi bắt đầu. Kimmy hạ xuống, Kimmy hạ xuống. Kimmy hạ xuống. Kimmy hạ nhiều, Kimmy hạ xuống, Kimmy hạ xuống. Chính xác, rồi. Chính xác. Hay quá Huy. Ôi. Từ từ nha, Kimmy nâng lên và JC sẽ hạ xuống này. 2 3. Rồi từ 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 từ. Đúng rồi, rồi, đúng rồi. Bây giờ nhá. C sẽ đi lên và Kimmy sẽ đi xuống 2 3. Ok. Rồi từ từ. À, Kimmy đứng từ từ nhé, Kimmy đứng lên và Linh sẽ hạ xuống 2 3. Rồi ok. Rồi, Kiên hạ xuống, Kiên hạ xuống. Chuẩn bị nha. À, Kiên với lại JC sẽ đứng lên và Kim hai người còn lại sẽ ngồi xuống là 2 3 đổi. Rồi từ 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 từ. Linh ngồi xuống, Linh ngồi xuống. JC đứng lên, JC đứng lên. Rồi từ 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 từ. Xin đứng lên, tất cả mọi người hạ xuống, tất cả mọi người hạ xuống, xin đứng lên. Linh đứng lên, Linh đứng lên. Wow. Rồi, JC hạ xuống, JC ngồi xuống, JC ngồi xuống. Wow, thành công. Quá tuyệt vời. Và như vậy là đội đỏ của chúng ta đã hoàn thành xong vòng 3 all in. Yeah. Và các bạn đã dư tới 7 phút 25 giây. Và thật sự là tôi rất bất ngờ bởi vì các bạn dường như là có một sự chỉ huy và hướng dẫn đồng đội của mình rất tốt, một sự kết hợp rất nhịp nhàng. Quá tuyệt vời, mời các bạn lên đây ạ. Dạ. Các bạn dư tới 7 phút 25 giây. Hóa ra là ở đội này có một điều rất đặc biệt, đó là khi mà các thành viên đều được mở mắt thấy rõ thì làm không tốt bằng việc là được nhắm mắt và nghe người khác hướng dẫn. Dạ. Đây là một cái chiến thuật mà tôi thấy chỉ có đội này mới có. Chắc chắn là bây giờ đội xanh ở trên kia đang rất là hồi hộp. Họ cũng phải đưa ra những chiến thuật của mình. Và tôi nghĩ rằng là đội xanh không còn gì để mất. Chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ phải chọn đặt cược ở cấp độ cao nhất là cấp độ 3. Tuy nhiên thì hãy đua thời gian thử xem đội xanh có ngắn hơn thời gian đội đỏ hay không. Muốn biết, chúng ta sẽ cùng chào đón đội xanh tại sàn thi đấu ngay bây giờ. Xin mời. Không biết là khi ở trên vòng kính các bạn quan sát đội đỏ chơi thì các bạn thấy thế nào ạ? Các bạn chơi rất là tuyệt vời. Không nghĩ là khi mà các bạn chơi cái game cuối mà tất cả các thành viên đã bịt mắt rồi. Và cái người làm đội trưởng có thể chỉ huy cho cái việc là 1, 2, 3 và cùng nhau cùng làm đó. Yeah. Vậy cho hỏi ngày nay gái, mình chơi tiếp không hay mình đi về? Tiếp chứ. Tiếp. Tiếp. Đúng rồi. Dạ, bây giờ còn chờ đợi gì nữa? Mời thẻ cược. Thầy Huy xin nhắc lại, màu xanh dương tương ứng với 10, màu vàng là 20 và màu đỏ là 30. Xin dạ. Mời. Giơ cao tự tin lên. Vâng. Dạ. Cấp độ 3, 30 điểm. Các bạn sẽ có tổng thời gian là 15 phút. Tuy nhiên muốn thắng được đội đỏ thì các bạn sẽ hoàn thành trước 7 phút 25. Sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Và đi bây giờ 3, 2, 1, bắt đầu. Các bạn lưu ý là chỉ có người chỉ huy mới được lên tiếng nhé. Nãy giờ chỉ huy của chúng ta chưa lên tiếng. hất nhẹ lên xíu. Từ từ nha, lại nha. 1, 2, 3. Ôi. Rồi được, xuống dưới. Rồi. Qua đây xuống dưới. Rồi xuống dưới Quỳnh Nam, xuống dưới Quỳnh Nam. Wow. Anh Hào qua bên trái. Xuống nhẹ một lần nữa, Anh Hào kéo xuống. Rồi, em Tài kéo xuống đi. Việt. Rồi Việt kéo xuống, Tài nhả dây ra. 3 phút 30 giây đã trôi qua. Tài kéo xuống. Anh Hào kéo về, anh Hào thật mạnh. Anh Nam kéo về. Từ từ. Anh Nam kéo xuống. Đúng rồi đó, các bạn đang đi đúng rồi. Đúng rồi. Wow. Rồi Nam, anh Hào kéo mạnh xuống. Anh Nam nhả nhẹ dây ra. Tài kéo. Rồi Tài kéo về bên em. Kéo mạnh xuống. Rồi qua đây. Anh Việt nhẹ bên em. Tài nhẹ xuống một chút xíu nữa.
Rồi, thành công. Wow, đúng thời khắc chúng này ta đeo luôn mặt đen đúng ra ngoài thời nhá. Khắc này luôn của đội đỏ, lúc nãy cũng đã hoàn thành xong cấp độ 2. Bây giờ để xem cấp độ 3 thì sẽ như thế nào. Nam xuống, anh Nam ngồi xuống một chút xíu. Rồi. 3, dậy. Từ lại. Dậy. Rồi, ngồi xuống. Anh Nam, anh Hào nhẹ dây sang bên anh Hào ngồi chút xíu. Nhẹ thôi, nhẹ xuống. Ngồi xuống đi anh. Ngồi. Từ nha. Đứng lên chút xíu. 3, anh Nam đứng dậy. Ý. Từ, ngồi xuống lại. Cái đoạn này nó các bạn còn 8 phút 10 giây. Anh Nam đứng lên một chút xíu nữa. Anh Nam với anh Hào ngồi xuống. Rồi. Em đếm đến 3 là hai người cùng đứng lên nè. 1 2 3. Đội đỏ đang rất là vui ở trên kia bởi vì thời gian đang trôi qua. Vâng, những điệu nhảy. Anh Nam nhẹ dây xuống. Anh Nam hết. Rất tuyệt vời của đội đỏ. À, Hào mới lại Tài ngồi xuống nhẹ bạn chút xíu. Bạn có nghĩ là mình nên đổi người chỉ huy không? Em nghĩ là sẽ đổi rồi đó. À, anh Nam ra đi, em đã làm cho. Hào đứng dậy đi. Rồi ok. Cả Hào và Đức Anh ngồi xuống. Ok. Hào đứng dậy đi. Rồi. Đức Anh kéo xuống, kéo mạnh xuống. Hào hất xuống. Rồi, ok, hất lên, quên nhỉ. Ok, rồi. Đức Anh kéo giật xuống. Chắc phải đổi. Đây cũng là một dạng chiến thuật. Không được bỏ cuộc, chúng ta còn tất cả ráng lên, hất lên đi. Đừng bỏ cuộc, ráng lên. Rồi, bây giờ Đức Anh đứng dậy và hất sang bên trái và Việt kéo mạnh về phía đằng người em ấy. Rồi, 1 2 3. Hay quá. Okay. Việt hất lên. 3 phút 20 giây còn lại. Về lại vị trí cũ. Hất sang bên này đi. Đức Anh với cả Hào hất mạnh sang phía đằng trước đi. Hào với Đức Anh hất. Rồi. Miệng bị rất ra ngoài ạ. Tại từ đầu ạ. Ok. Chắc đổi lại cho Đức Anh một lần làm lại. Dạ, nhanh lên này, nhanh lên. Các bạn còn 1 phút 50 giây. Rồi, anh Hào nhẹ tay xuống. Nhẹ cổ vũ cho đội bạn đi ạ. Cổ vũ cho đội bạn. Kéo bên em, tay. Dạ. Kéo bên em là ngồi xuống. Anh Hào đứng thẳng lên luôn, đứng thẳng mạnh lên. Rồi, ngồi xuống lại. Không, anh Hào thôi chứ không phải anh Nam. Anh Nam đứng lên. Anh Hào đứng lên. Rồi. Anh Hào lại ngồi xuống cái nữa. Rồi, bây giờ anh Nam ngồi nhẹ xuống. Ngồi nhẹ, ngồi. Anh Nam khuỵu gối xuống nhẹ. Anh Hào đứng lên nhẹ. Đứng lên nhẹ. Ô, anh Hào lại ngồi xuống cái nữa. Anh Hào đứng lên nhẹ. Anh Nam ngồi xuống. 20 giây cuối cùng. Anh Hào đứng lên, hoàn thành rồi. Trời ơi, dễ mà. Anh Hào đứng lên, anh Hào ngồi xuống. Quá là ác đi, thời gian đã dừng lại rồi. Hoàn thành rồi. Chúc mừng cho đội xanh ạ. Và các bạn cũng còn dư đâu đó khoảng tầm 20 giây. Nhưng mà đội trưởng này cũng khá là troll, các bạn cứ bắt anh Hào của em đứng lên ngồi xuống khá là tội nghiệp. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành thử thách. Mà Quang Huy với Thảo Uyên đứng ở ngoài xem thì thấy rằng là có vẻ như chiến thuật của đội mình ở những giây đầu tiên thì tương đối tốt, nhưng tới đoạn sau thì mọi người bắt đầu bị chậm lại. Nhưng mà không sao, em thấy tinh thần đội mình vẫn rất tốt, tại vì chơi là chính mà, cho nên chơi đến cuối cùng hoàn thành được 3 cấp độ là tuyệt vời rồi ạ. Và tôi cũng có một lời khen dành cho đội đỏ của mình. Các bạn nữ tay cầm á mà rung bần bật như thế này bởi vì các bạn cần phải căng chỉnh và cần phải lắng nghe nữa. Nhưng mà rất là vui khi mà hôm nay bạn chỉ huy làm việc rất là tốt. Bạn chia sẻ một tí xíu khi mà cái vị trí bạn đứng ở trên đó, bạn có áp lực gì không? Thật ra là mình cũng không áp lực gì hết, mình chỉ chơi cho cùng với nhau thôi. Thì
mình cũng không là cũng không phải là một cái người giỏi toán hình đâu, nhưng mà kiểu giống như là mình cảm nhận được cái nhịp của nhau quá, mọi người cái sự kết nối với nhau, nên thành ra mình đã chiến thắng rất là nhanh. Mình cũng rất là chúc mừng đội xanh đã hoàn thành được cái vòng thứ ba này. Tôi thấy các bạn đứng trên kia múa rất nhiều, ăn mừng rất dữ, mà các bạn xuống đây các bạn nói khác quá. Đâu có đâu, lúc đó là ở trên đó là em đang cổ vũ cho anh Hào với team các anh màu đúng xanh rồi, đó. Nhưng mà cho tôi hỏi, khi mà bạn thấy đứng ở trên đó, bạn nhìn quan sát anh Hào, các bạn cứ phải ngồi đứng ngồi đứng cứ phải liên tục như vậy, thì bạn cảm thấy thế nào, có đau lòng lắm không? Thấy thương luôn á, ý là em thấy anh cực quá, anh cứ như nếu vậy hoài. Nếu mà thương mà mình nói không được, mình phải thi bằng hành động. Nè bắt anh đứng lên ngồi xuống, anh coi á. Rồi, à, rồi. Chết chưa? Dạ. Ôi cha, công nhận ngày hôm nay tìm được Fantastic Baby của mình cũng tuyệt vời quá ha. Dạ. Ờ, đi chơi mà còn có Destiny mang về nữa, hay dạ. Quá trời. Muốn hỏi hai đội, sau vòng chơi vừa rồi on in thì các bạn có tìm thêm được chữ F nào cho đội của mình hay không ạ? Feeling, phát tâm hồn. Feeling, à cảm nhận. Dạ. Fast. Fast là tốc độ. Dạ, đúng rồi, đội mình không có tốc độ. Dạ, bên đây ạ. Dạ, em cũng đồng ý là từ feeling. Thì feeling. Feeling. Dạ. Dạ, còn gì nữa không ạ? Fine, là mình phải tìm ra được cái đường đi cho cái con đi đó. Fine. Dạ. Dù sao đi chăng nữa thì hôm nay tụi mình cũng vui vẻ rồi đúng không ạ? Và ngoài vui đâu mọi người còn có điều gì muốn chia sẻ thêm với tất cả quý vị khán giả? Với team mình thì ngay cái phần thi cuối cùng, hai phần đầu tiên rất là trôi chảy, nhưng phần cuối thôi mà bịt mắt lại thì cái điều mà phải 100% nghe theo cái người chỉ huy ấy, là cái điều mà mình đã học hỏi được rất là nhiều. Đôi khi là chúng trong cái công việc mỗi người một ý, rồi chúng ta mỗi người có một cá tính và một năng lực riêng, nhưng mà trong cái lúc mà chúng ta cùng nhau đã làm việc tương đương với nhau và đã có một cái người mà chúng ta bầu họ là người chúng ta tin tưởng nhất, thì chúng ta phải làm sao cố gắng để đáp ứng theo những gì mà họ hướng dẫn cho mình. Vâng ạ, xin được chúc mừng giải ứng xử thuộc về anh. Dạ. Wow. Rồi còn bên đội đỏ của mình thì sao ạ? Thông qua ba cái vòng game vừa rồi á, thì mình sẽ thấy là tinh thần đồng đội rất là gọi là quan trọng. Và đặc biệt là tất cả mọi người cần phải có một cái mục tiêu chung, thì mọi người sẽ hướng đến một cái kết quả rất là tốt đẹp. Vậy hôm nay mục tiêu chung của các bạn là gì ạ? Là chiến thắng ạ. Tôi không biết là team này có thích ăn bánh tráng hay không, thấy các bạn rất lật. Từ cái slogan đã lật rồi, đến bây giờ thì các bạn cũng lật tiếp và lật liên tục. Dạ. Yeah. Vậy cho hỏi rằng là hôm nay thì chúng ta đều có quà đem về, thì không biết là quà thì mình giữ hay là mình chia cho nhau hay như thế nào ạ? Quà là gì ạ? À vâng, quà của chúng tôi đến từ nhà tài trợ Lê Hoa Ngọc Anh Spa. Giải nhất của chúng ta ngày hôm nay đó chính là các bạn đội đỏ. Yay! Và các bạn sẽ được nhận phần thưởng có giá trị tương đương là 20 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Lê Hoa Ngọc Anh Spa. Vâng, và đội xanh sẽ là một phần thưởng có giá trị tương đương 15 triệu đồng đến từ nhà tài trợ Lê Hoa Ngọc Anh Spa. Và hôm nay các bạn có thực sự vui không ạ? Vui! Yeah. Và hy vọng tất cả quý vị khán giả cũng vui cùng với chúng tôi. Và cũng đừng quên vào lúc 21 giờ 10 phút tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, đồng hành cùng với biệt đội F5. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Thực sự ấy là cái chương trình này nó là một cái cơ hội để cho tất cả các anh em ở trong công ty là có thể cùng nhau tương tác với nhau nhiều hơn. Thì trong công việc thì cái quá trình cái việc tương tác với nhau nó cũng rất là nhiều, nhưng mà nó cái việc mà để hoạt động tay chân như thế này thì sự nó rất là ít. Và đây cũng là một cái cơ hội mà để tất cả các anh em trong IB có thể làm việc với nhau, giải trí cùng với nhau, và nói chung là tất cả mọi thứ là anh em cũng có thể nhau feeling với nhau để sang một cái tuần mới mình có một cái tuần tràn đầy năng lượng hơn cho cái tuần mới. Đôi khi là chúng ta cần tin vào chính mình và mình cứ tiếp tục mình làm. Ví dụ như qua vòng 1 thì thay vì mình được điểm dương thì mình xuống âm luôn. Đó. Thì cũng cảm thấy rất là lo lắng, nhưng mà dần dần mình lấy lại tinh thần và hòa, và sau đó đã cố gắng và tin tưởng vào leader rất là điềm tĩnh nhưng mà cũng rất là rõ ràng, clear, làm cho tất cả mọi người đã chiến thắng được. Cảm xúc nó up down, cảm thấy rất là vui và nó rất là có cảm hứng. Tinh thần của tụi mình vui là chính, thì sau khi mà giành giải thì vui hơn rất là nhiều. I don't know.